Chơi gì vậy? Tâm chơi gì vậy? Hả? À? Tâm chơi gì vậy? Chơi gì mà vui quá vậy con? Chơi gì mà vui quá vậy? Hả? Đi rồi, bắt đầu chơi rồi. Nè. Cho con nè. Ê. Tâm ơi, cho con nè. Nhìn ba dữ vậy? Ba mặn gì nhìn dữ vậy? Mẹ nè. Chơi gì mà vui quá dạ? Bữa nay chơi trò gì mà hứng thú quá vậy? Em bé chơi trò gì vậy? Lại nhìn ba. Khi dễ má quá vậy hả? Cho em chơi với tôi đang nói chuyện mà nhìn qua người khác làm sao hả? Đây 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 em này cũng tao 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 cái gì cũng múc mưa vô miệng trơn á. Không có được nghe không? Em Tâm à, em Tâm đừng có nuốt tay nữa nè. Em Tâm ơi, em Tâm à, em Tâm nuốt tay nữa là em Tâm bị đòn nè. Em Tâm biết không? Biết bị đòn không? Hả? Trời mưa trời gió mà đái hết mền hết mùng luôn rồi. Biết mừng sao?